Cô xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta bắt đầu tiết học môn công nghệ 6 do tình hình của dịch bệnh COVID-19, cho nên hình thức học của chúng ta hôm nay có khác hơn so với trước. Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục thì một số tiết học trong chương trình học kỳ 2 sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với cái khoảng thời gian mà chúng ta nghĩ vừa qua để phòng ngừa cái virus corona. Thì với hình thức thì học trực tuyến như thế này, chắc chắn cô và các em sẽ gặp một vài cái khó khăn và trở ngại lớn, nhưng cô tin chắc là chúng ta sẽ cùng nỗ lực phấn đấu để vượt qua những cái khó khăn trở ngại đó. Thế thì tiết học ngày hôm nay của môn công nghệ 6, cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu cái chuyên đề có tên là vệ sinh an toàn thực phẩm. Nó sẽ nằm trong hai tiết 42 và 43. Các em nhìn lên đây là một số cái hình ảnh khi con người chúng ta ăn những thực phẩm không an toàn gây ngộ độc thức ăn và nó đã ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Đó là những người bị ngộ độc thực phẩm tập thể phải đi nằm chờ cấp cứu bệnh viện, rồi ảnh chúng ta ăn những cái thức ăn bị ngộ độc cho nên là gây đau bụng, no ói như thế nào. Như vậy thì chúng ta sẽ thắc mắc đó là vì sao phải giữ vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng không? Vì giữ vệ sinh thực phẩm sẽ làm cho thực phẩm không bị nhiễm trùng, nhiễm độc, tránh gây ngộ độc thức ăn, đảm bảo sức khỏe cho bản thân người sử dụng. Như vậy, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta còn giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Bài 16, tiết 42, 43, chúng ta sẽ tìm hiểu hôm nay, đó là công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Kèm mở vở ngay đi đề bài là mở. Một mục là mã, thực phẩm là gì? Một nhỏ, thế nào là nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm? Đây là hình ảnh của một cái thực phẩm bị nhiễm trùng đi. Dựa vào sách giáo khoa trang 76, kèm hãy cho biết thế nào là nhiễm trùng thực phẩm. Nhiễm trùng thực phẩm là sự sáp nhập của vi trùng có hại vào thực phẩm. Và kèm nghĩ này là vợ. Nhiễm trùng thực phẩm là sự sáp nhập của vi trùng có hại vào thực phẩm. Nhưng thế nào là nhiễm độc thực phẩm? Nhiễm độc thực phẩm là sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm. Nhiễm độc thực phẩm là sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm. Thế thì khi chúng ta ăn phải những thực phẩm bị nhiễm trùng nhiễm độc, nó sẽ ảnh hưởng gì đến cơ thể của mình? Khi chúng ta ăn những thực phẩm đó, nó sẽ gây ra tình trạng ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, gây tác hại lớn đến tính mạng của người sử dụng. Trên đây là hai cái hình ảnh. Thứ nhất là các cái loại thực phẩm độc hại kém chất lượng hay quá hạn sử dụng. Thứ hai là ảnh là rau củ quả phun thuốc trừ sâu hoặc là chất bảo vệ thực phẩm quá liều sẽ gây ngộ độc cho người sử dụng. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy gia đình nào cũng có tủ lạnh, đúng chưa nào? Thế thì thực phẩm để trong tủ lạnh an toàn không? Mà tại sao? Kem nên biết là thực phẩm để trong tủ lạnh sẽ không an toàn tuyệt đối, bởi vì thực phẩm để lâu trong tủ lạnh vẫn có tình trạng là vi trùng phát triển gây ô nhiễm ẩm mốc thực phẩm của mình. Vì sao để trong tủ lạnh mà vẫn bị ô nhiễm? Vì trong tủ lạnh có nhiệt độ như thế nào, và thực phẩm của chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng từ những nhiệt độ đó. Hai nhỏ, cô và Kem sẽ đi tìm hiểu ảnh hưởng của nhiệt độ đối với vi khuẩn. Đây là cái bản ghi cụ thể ở nhiệt độ nào thì vi khuẩn tiêm diệt, ở nhiệt độ nào thì vi khuẩn sẽ hạn chế phát triển, nhiệt độ nào thì vi khuẩn không phát triển và nhiệt độ nào là vi khuẩn phát triển nhanh. Bản nhiệt độ này cũng có trong hình 314 sách giáo khoa trang 77 kìa. Thứ nhất, ở 10 đến
ở 100 đến 150 độ C, vi khuẩn sẽ bị tiêu diệt. Ở 0 đến 37 độ C, vi khuẩn sinh nở nhanh chóng. Ở 50 đến 80 độ C và từ âm 10 đến âm 20 độ C, vi khuẩn không sinh nở, nhưng vi khuẩn không có chết. Thế thì thức ăn để trong ngăn mát tủ lạnh, cho em ghi nhớ là vẫn bị hỏng do vi khuẩn không bị tiêu diệt mà chúng phát triển từ từ, nên tùy tiêu loại thực phẩm chỉ bảo quản trong một thời gian nhất định thôi. Vậy muốn bảo vệ sức khỏe chúng ta còn phải làm gì? Là ở đây có 6 biện pháp chính thông và 6 hình ảnh em cần phải ghi nhớ để chúng ta thực hiện ở gia đình của mình. Thứ nhất là rửa tay sạch trước khi ăn. Thứ hai là vệ sinh nhà bếp. Thứ ba là rửa kỹ thực phẩm. Thứ tư là đầy thức ăn còn thừa. Thứ năm là bảo quản thực phẩm chu đáo. Thứ sáu là nấu chín thực phẩm. Đây là 6 biện pháp cơ bản nằm trong một bài nhỏ em ghi định bát phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm tại nhà. Thứ nhất, rửa tay sạch trước khi ăn, vệ sinh nơi chế biến. Thứ hai, rửa kỹ thực phẩm, nấu chín thực phẩm. Thứ ba, đầy kỹ thức ăn cẩn thận. Thứ tư, bảo quản thực phẩm chu đáo, đóng hộp kiểu lành, chọn mua thực phẩm tươi ngon, không bằng giặt, không dùng chung thớt thực phẩm sống và thực phẩm chín. Đây là những biện pháp cơ bản chúng ta có thể áp dụng tại nhà của mình để phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm. Thì trong những biện pháp này, em sẽ thấy có một cái biện pháp mà thời gian gần đây để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19, Bộ Y tế cũng như là tất cả các phương tiện thông tin đại chúng người ta khuyến cáo và nhắc nhở chúng ta rất nhiều. Đó chính là gì em? Đó chính là rửa tay sạch thường xuyên nhiều lần trong ngày. Chúng ta có thể rửa bằng nước rửa tay thông thường hoặc là nước rửa sát trùng, hoặc là không khó nữa thì chúng ta sẽ rửa tay dưới vòi nước đang chảy để bảo vệ sức khỏe của mình trong cái mùa dịch bệnh này. Hay là mà thực an toàn thực phẩm. Thế nào là an toàn thực phẩm? An toàn thực phẩm là thực phẩm không bị nhiễm trùng, nhiễm độc, ký chất. Và cái nghi chú ý này là vợ. An toàn thực phẩm là thực phẩm không bị nhiễm trùng, nhiễm độc, ký chất. Nhưng mà gia đình em thường mua sắm những loại thực phẩm gì? Quá dễ lắm chứ nào. Gia đình chúng ta thường mua những loại thực phẩm như là thịt, cá, trứng, sữa, rau, củ, quả, bánh kẹo, đúng chưa? Như vậy khi mua sắm để đảm bảo an toàn thì chúng ta còn mua thực phẩm như thế nào? Để an toàn thực phẩm khi mua sắm thì chúng ta phải chú ý là gì? Chọn mua những cái loại tươi ngon, không bằng giặt ổ ương. Đối với thực phẩm đóng hộp thì chú ý hàng sử dụng như trên bao bì, chất lượng vỏ hộp. Đối với thực phẩm khô thì chúng ta chọn loại không đường mốc, đường sâu mọt, tránh dễ lẫn lộn là thức ăn sống và thực phẩm còn nấu chín. Để đảm bảo an toàn thì chế biến và bảo quản thì chúng ta cần chú ý vấn đề gì nhỉ? Đậy kỹ thức ăn. Chú ý tiếp theo đó là thực phẩm đóng hộp thì để nơi mát, bảo quản lạnh, trong tủ lạnh, có thể để trong tủ lạnh chẳng hạn. Thứ ba là đối với thực phẩm khô thì chúng ta còn phải phơi sấy khô để người cao ráo thoáng mát, chống ảnh mọt, sâu mọt. Ba là mã các biện pháp phòng tránh ngộ độc thức ăn. Có những nguyên nhân nào kèm biết dẫn đến ngộ độc thức ăn kia? Thứ nhất, thức ăn bị nhiễm vi sinh vật và độc tố vi sinh. Thức ăn bị biến chất, mà có nghĩa là đã bị ô thi và mốc đó. Thứ hai là do thức ăn có sẵn chất độc. Ví dụ như thường ngày chúng ta thường nói là gì? Có cá nóc, như là hoặc là da cóc, những độc tố đó. Rồi thức ăn bị nhiễm chất độc hóa chất, ví dụ như là rau, củ quả bị phun với lượng thuốc trừ sâu hóa chất là quá nhiều lượng, là người sử dụng là ăn vào sẽ bị nhiễm cái hóa chất của chất độc đó. Thế thì biện pháp phòng tránh ngộ độc thức ăn là gì? Hai nhỏ, biện pháp phòng tránh ngộ độc thức ăn
kho mang những thức ăn nhiễm vi sinh vật và độc tố vi sinh vật, kho mang những thức ăn bị biến chất, có sẵn chất độc hoặc nhiễm chất độc hóa chất. Đó là toàn bộ nội dung kiến thức trong chuyên đề là 16 vệ sinh an toàn thực phẩm mà cô đã tìm hiểu ở tiết 42-43 được xong. Rất mong các em sẽ tiếp thu đủ có hiệu quả cái hình thức học mới này và ghi chép bài đầy đủ và một của mình. Để nắm rõ, nắm kỹ bài hơn, thì trả lời 3 cái câu hỏi sau đây. Thế nào là nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm? 2. Để có thực phẩm an toàn khi mua chọn thực phẩm, chúng ta còn lựa chọn thực phẩm như thế nào? 3. Biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm khi chế biến và bảo quản là gì? Trả lời được 3 câu hỏi này là em đã nắm được những kiến thức cơ bản của chuyên đề và được sống vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuần sau cô sẽ gặp lại các em trong một cái chủ đề mới, đó là bài 17. Thì để chuẩn bị cho bài 17, phòng ở nhà em, cô dặn em chủ yếu là học bài thêm nội dung chúng ta vừa ghi. Thứ hai, đọc trước bài 17, bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn. Thì để đọc và nắm cơ bản được bài 17 trong quá trình cô trao đổi với em sau hình thức dạng trực tuyến như thế này dễ hơn, thì xin trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất là các loại chất dinh dưỡng có trong thức ăn. Thứ hai là vai trò và nguồn cung cấp các loại chất dinh dưỡng đó. Đó là hai câu hỏi mà xin chuẩn bị trước khi chúng ta tìm hiểu ở cái chủ đề bài 17, bảo quản chất dinh dưỡng trong chế biến món ăn. Cô xin chào và chúc các em có một tiết học mới mẻ, nhiều hứng thú và hiệu quả hơn. Hẹn gặp lại các em trong tiết học trực tuyến hôm sau. Cô xin chào và hẹn gặp lại.